Rồi chứ đau bụng không? Trời ơi, có nào ra quần không? Nãy giờ hôm nay chưa. Chứ người cái người đau bụng không không linh rồi, thường người linh lắm. Trời ơi, thấy vậy. Trời ơi, thấy tu luôn á. Bên nào mở? Vô, trời ơi, hẹn cái kẹt ở trong cái ngắt luôn ba. La quá bị thương. Chung từng nhà luôn rồi chứ. Đó, cả bên kia chứ, ở bên đây. Đó, đóng cửa kia lại còn. Vô nữa. Đó, hôm nay còn quay trước tới sáng luôn mà. Đây, qua ngủ với cầu. Đó, giờ chức ngủ trong phòng phủ phơi nha. Cuộc đời chức đã bước qua một cái trang mới rồi. Trang giấy trắng nào không rồi chứ. Hay trang giấy đen. Dài đây nực quá vậy. Sao chứ ngủ ngủ lên đàng hoàng kia nguyên cái giường mà ngủ gì cứ chút xíu ở đây vậy. Mình nó mình cũng theo á. Đâu cần gấp về. Đi. Đâu mất tiền ra. Gì? Chắc đem về giấy đi. Đi. Sau đây cũng có cái chung cư bự quá. Rồi đó ở cái gì? Có mẹ con năm. Ăn măng này nhức ghê, nhức lưng quá trời. Măng nhức lưng hả? Ủa giờ mới biết hả? Cái măng tao đâu có nhức, măng này tao nhức ghê hồn luôn. Nhức mua thuốc gì uống hết nhất. Gì? Mua thuốc măng á về uống cho đỡ nhất. Thùng quá, mày em đi. Tao biết không? Dạ để đau, cái đau đớn quá à. Dạ thì đái vậy. Gì? Dứt đái trong quần rồi đó. Dạ đi. Mẹ mày. Dạ tao đi đái coi mày kỳ vậy. Chậm cấm ớt cấm á đi dài. Chứ có xào ướt xào khô ảnh chưa? Xào kìa. Chưa làm ăn gì hết á. Nó theo màu cái gì á. Ôi chức để cấm hình vợ chồng hạnh phúc nha, ngày sinh nhật của chị chức nha. Hôm bữa tưởng tấm này bự lắm mà. Tấm này cũng đâu có bự lắm đâu. Giật cây quy nó ngoài đi. Thở ngọc cành vàng hai đứa ta tình quá. Tình đó, tình bể bình đó. Bất giờ. Vô đại cho mình dòm sửa gì chứ sửa mới đây hết rồi. Nhà có gì? Cũng có ma. Ừ, nhà có ma, ma cậu uống đi chứ. Ồ chứ hết kiếm mối này kiếm mối người kia nha. Giỡn mặt cơ kìa ai da đau luôn đất quá. Bạn này măng nhất người hết nhất hết nguyên người luôn rồi chứ nhất con người lên cuối ơi Vĩnh. Trời ơi. Vô mình quên coi. Đúng rồi, nãy chức đi toilet lại trong quần nha. Có lẽ lúc chị ăn gỏi cuốn nó lên này chức khai quần liền luôn á. Khai quần nó không đi ỉa mà đi gửi đít là hiểu rồi đó. Có ai mà như vậy không? Vô, vô cái không ị mà đi gửi đít luôn. Chức tới luôn. Má mày đái, mày chim mày đái vô mày giữ không? Tới luôn chị gì chức thiệt. Vậy sao mà ai sao mẹ ở đây phi như vậy? Đây con ở đây sáng đêm nè, quay quay đi cái sáng mà chức đâu ngủ yên tĩnh đi. Thôi bữa nay con ngủ gì chức đồ không? Không. Sao vậy? Ngủ với chồng. Thì con ngủ chính giữa con là con gì chức, con là cháu chức mà con nằm chính giữa đồ không? Thì chức. Trời, vô đi. Vô coi. Chức chịu không? Không, ngủ yên tĩnh đi. Ôi sợ cướp chồng chứ hả? Đang chơi đi. Đang chơi. Với ai ông Tạ Đình Phong? Sợ ông nói gì trời.
cái phim này phim ở đây hình cảnh đặc công Trình Pháp Dung, Lý Nhất Đồng, có Lý Nhất Đồng gì cảnh dặn đổi rồi gì dặn đổi nói chuyện á. Như cái clip này không có nói thì sao, sao cắt luôn. Không có nói, mày à. Đọc dữ không? Giờ không nói rồi. Ăn ngon quá trời, nãy giờ là Vĩnh ăn mấy miếng rồi. Hả? Nên 4 món một giờ. Chứ ăn chả cá không? Món mày bán chả cá này chứ. Con bán chả cá chứ ăn không? Bán đâu? Con bán nè. Không, cái gì? Bán không? Con cho chứ ăn thử. Ghê, mày dặn nói đi đây. Không có dặn được. Nè, con bán chả cá gì chứ có ăn không? Đúng thứ à. Gì? Ngày mốt ăn không? Con đặng chứ 1 ký được không? Không lấy luôn hả? Sao vậy? Trời ơi, khi dở em đặng, ôi, bấm mật khẩu bấm đi nha. Lấy cái máy không sạch. Rồi, tới công chuyện quậy quá, chuyện quậy quá. Sắp tới con bán chả cá chứ con ủng hộ con không? Sao vậy? Con đặng gì chứ 1 ký ăn lỡ hàng chơi không? Trời ơi, sao quở gì? Dạ. Chỗ con làm ăn mà con cho chứ ăn lỡ hàng mà chứ không chơi luôn hả là sao? Ờ, à, nè, đồ con cho chứ là... Đại chức... mở rồi. Rồi chứ bấm mậy mật khẩu luôn trời. Nó cắt màn hình luôn rồi. Chứ bấm nó cắt màn hình luôn rồi. Chờ. Nè, con hỏi thiệt, bán chả cá chứ cũng ủng hộ con không? Trời ơi, nghĩ sao làm ăn mày chức nói con gì trời? Tình gì cháu còn đâu trời? Bữa ai chở chức về 2 lần. Bây giờ chức nói vậy, nãy bao chức uống nước rồi sao? Con trả tiền nước cả 100.000 rồi đó. Trời mày, trời ơi, bạc tôi giỡn. Cái mật khẩu này ai biết? Nè, thằng Vĩnh nó bật cái này hay lắm á, Vĩnh. Bà tỉnh luôn, mày hư rồi, không làm gì đâu. Rồi, hư rồi, vậy là hư rồi. Hư. Đừng có bấm nữa gì chứ, ơi, để rồi, đó, lên rồi đó. Rồi, hay quá vậy, bấm cái gì ra luôn trời. Rồi, chứ nãy bấm sao giờ thành ra gì luôn. Lên đi. Rồi bấm vô đây nữa. Cùng lum gì trời. Đau đen bấm cho. Sao nó cứ vô này trời. Ôi, giờ đang chỉnh cho chức coi nha. Thôi, tiếng đi. Phim này không có tiếng sao á. Này nè. Này Lý Nhật Đồng với Tạ Đình Phong. Nè, kêu nó đang chỉnh nè, tiếng. Cái này con bấm rồi nè. Tiếng. Thấy không nè, bấm cái số lên gì mà không có lên tiếng nữa nè. Đó. Đó, cái giờ, giờ đó. Em tạm biệt trời mày này. Bây giờ chắc còn có tập tâm coi phim Hồng Kông nữa. Chắc biết nhí, Lý Nhật Đồng đóng phim gì ông Thần Điêu Đại Hiệp á, rất là hay luôn á. Sắp có bán chả cá chắc có ủng hộ không? Trời, không ủng hộ con cắt cái gì luôn. Ủng hộ. Thì bán đêm á. Ừ, nói đi, chù đi, con cắt cái gì luôn. nghĩ coi luôn hả? Đeo luôn rồi. Đã cùng với ớt ra hết rồi.
cũng có ớt là đéo ăn đâu. Bà hay bỏ ớt lắm bà. Nói giờ mình chất buồn quá ngồi ăn nem. Tính coi phim. Mày chất đáng ghét gì trời. Đúng ra. Giờ có ủng hộ, có ủng hộ chả cá không? Đưa chú 140 đi. Cả cá. Đụng cá chứ cầm muối muối. Vì giả già hả? Nói có kỳ hả? Kỳ ấy 500 đi à. Con tặng chơi chứ con ký thì đang ăn chung. Ngon không? Ngon, bao ngon. Trời chẳng nó bán không ngon bán chi trời. Không ngon ai ăn. Chắc cấp mà muốn đem về. Ơi ăn vô không có chơi nha, chơi bậy bạ ăn ngon mà chơi đi là mệt với con đó, con móc từ trong bụng ra lại luôn á. Nè trước khi chức nhai con sẽ cột cho chỉ vô cái cọng chả cá. Vì chức mà chơi không ngon thì con kéo ra lại. Chữa màu hết quá. Nhìn hoài luôn hết quá. Chứ muốn nói ai nói đại đi. Trời ơi nó ăn cái nồi nữa. Còn có cái ổi này mình kẻ ăn liên cầu. Phải ra kẻ ra. Trời ơi còn hai cái nữa. Ông ơi chiếc muôn như bự sữa mà cứ có mười rồi. Bịch. Mười bịch. Mười bịch ở nhà còn hai bịch mới đây mà ông đang thích. Ờ. Ừ. Tính uống sáng uống tối mà. Không tối đâu mà. Đó mà uống tối. Nè bây giờ chiếc định. Uống má. Chiếc định danh ai uống này chiếc dám nói không? Dạ đó thằng ngồi kế tao á. Ok chiếc. Chiếc nói con hả? Con. Đổi đi. Con ngồi kế gì chiếc nè. Chứ không có gần mà nhai như đúng rồi á nhai. Kìa hai bà kìa bà hỏi cái ai uống. Mày uống. Vô lúc bà hỏi đi. Tại vì tôi cơm tôi không ăn tôi đi uống sữa. Đúng rồi chức ơi chức bậy quá. Này chức có ủng hộ chả cá con không? Ừ. Chả cá cũng cầu muối về tôi ủng hộ. Chả cá cầu mua cừu Đà Nẵng mà cứ ở đâu còn muối hoài. Cá gì đâu cá không? Cá tàu nha. Ờ à, đó không Vĩnh chưa Vĩnh đó là mua bún cá về nấu bún. Bỏ tiền đi. Ủa cái này con tặng ký mà. Ờ thì nấu ăn chung mà làm gì căng. Làm gì căng vậy? Làm gì căng với gì chứ. Thích căng không? Về hộ kỳ kỹ căng. Thích không gì chứ. Bực hơn. Gì vậy? Chức ăn giống mì chạy xe xì keo à. Ăn cái mắt hiếp lại. Đây Sida nổi tới mặt rồi. Sida nổi tận mưa. Con cả mày thấy đổi không? Cuối rồi. Thì cuối rồi Sida nổi lên cái mặt rồi à. Không Vĩnh nói phán cái giờ đúng cái đó nha. Mấy cái dòng mình vậy đi chơi bậy bạ. Chơi bậy bạ dễ dính lắm. Chuẩn bị bán vàng hết đi chứ. Bán vàng là vừa á. Lúc kia là thầy cuối là hết xài được luôn á. Tướng chức như con vịt cổ lùng vậy. Vịt cổ má. Xin xin. Cái này đâu có cái hàng máy đâu mà xin xin. Xin xin. Mở lên xin xin xin. Trời ơi chức hay lắm nha. Bấm cái là ra phim liền. Phim nãy đó thì chức. Ở phim đầu á phim ma đó thì chức. Phim hành động Hồng Kông. Rồi đang chạy chở xíu đi. Để yên đi. Để yên đi. Đừng có bấm nữa. Ờ để đi. Nó từ từ nó cắt. Phim này được 16.000 người. À 931.000 lượt xem. 16.000 lượt like. Rồi giờ chức coi phim nha cả nhà. Giờ rồi chiều tối rồi coi 6 bây giờ nha cả nhà ơi. Thôi còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn mọi người clip sau nha cả nhà. Bye bye. Chức khởi không chức? Nè chứ. Tao bệnh tao uống trà hết.
sức đói bụng hả? Ăn mì hả? Ủa cái bình nước sôi đó làm được không hay là phải nấu riêng? Không, nấu riêng cái nồi á, có cái nồi á. Nấu gì? Vĩnh ăn uống nữa thôi Vĩnh. Ăn nhiều lắm nè. Thôi anh không ăn đâu chứ, chứ ăn được. Mày ăn luôn đây, lát rồi kinh giảm đi kinh nha. Thôi cũng biết con má mày ăn giết nhất quá nè, đừng nổi nha. Ăn cho cố vô giờ, nhất quá hả? Đánh ngay chung chích tao biết chích không còn. Không. Về. Mày nghe dữ dàng. Không, nãy con có vô giọng con nghe nói là cái Nguyễn nói chuyện bà ngoại, là bà ngoại hỏi chị đó ở đâu. Cái Nguyễn nói là bà ngoại chị đó ngủ gầm cầu, thấy cậu nên rước về ở chung thôi, chứ không có gì hết á. Nó không có dám nói tao vợ nữa. Không trời, nghĩ sao chứ là vợ trời.